tất cả các bạn giới thiệu với lại tất cả chúng ta một cái sản phẩm mà chuyên dùng cho tập luyện trống, tức là bộ Symbol LV468 của Zinzang. Thì cái dòng LV468 này rất là đặc biệt các bạn, nó giúp cho chúng ta giảm được cái độ ồn so với Symbol bình thường là 80%, do đó là thích hợp cho cái bộ này ở trong các cái môi trường như là các bạn ở chung cư nè, các bạn trong các cái phòng tập trống và các bạn đang ở nhà trọ, dùng bộ này để tránh làm ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh và làm ảnh hưởng đến người khác, hạn chế được càng nhiều tiếng ồn càng tốt. Bộ LV468 thì có 4 lá các bạn, lá 16, lá 18 và cọc 2Hz. Như vậy thì 4 lá cơ bản cho chúng ta có thể tập luyện thoải mái. Bây giờ chúng ta test thử sản phẩm.